Chào tất cả anh em quay trở lại với kênh Phục Tùng Xe Đào Mới Công Trình. Hôm nay về con này đây anh em. Con này mình thấy rất là riêng. Con này là con SK. SK này là 025 nha. Của nó là SK045. Tôi được SK50. Đấy, nó mới vừa về hôm nay đây. Con này á, thì cái bơm nó thay cái bơm mới rồi, thay cái bơm Korea rồi. Nhưng mà đồ nó là ring nha anh em, cái xe đang hoạt động. Rồi, nó xài con K3SB30 ring nha anh em. Chỉ có cái bơm con là nó thay thôi, chắc bơm con chắc nó quấn banh này sao. Đó. Con xe này đang hoạt động cắt thì mình mua nó được cái bơm và ngăn kéo, bơm và ngăn kéo nãy để xuống là như nhớt vậy. Bơm và ngăn kéo để mình xì cái mặt kia ra nha, xì cái mặt kia. Đây, mình xoay cái mặt nó ra đây, nó thay cái bơm này rồi. Đây bơm đuôi rồi. Bơm trong này, những cái nút này. Ở những con ốc. Thấy không? Những ốc còn nguyên riêng. Đây là cánh dậy nè. Mặc dù nó là chỉ là ốc trên đeo thôi. Nên em thấy nè. Đó. Đó. Asia. Từng ngày móc một. Con này là bán bao anh nè, bán bao. Tại con này cái con xe mà còn chạy luôn mà. Xe. Xe đang hoạt động nha anh em. Riêng lắm. Rồi cây cốt còn mấy cái răng cốt cũng còn được. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi lúc này nha. Anh em cần phụ tùng thì liên hệ phụ tùng xe đào với công trình, số điện thoại là 0907 255 116. Anh em đăng ký kênh và bấm cái chuông để mình up những video mới, nó sẽ thông báo cho anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh. Anh em cứ cần phụ tùng thì cứ giật alo nha. Thank you anh em rất là nhiều. Chúc ngày mới mua may vun đắp anh em. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you.